Chào cả nhà. Hôm nay thì Lâm Phương xin kể lại cho cả nhà nghe kỷ niệm khi mà Lâm Phương tham gia một chút phân đoạn trong phim Gia tộc Chì Sống. Thì Lâm Phương đến tại phim trường quay thì không ngờ phim lại có cảnh quay tại công ty Mức Ái Liên, là một cô mà Lâm Phương đã hỗ trợ hướng dẫn ca cổ nhạc tại quận 10. Khi đến công ty thì thấy Mức để chữ Ái Liên trên cái xe, thì Lâm Phương cũng thấy quen quen ta, thì thấy số điện thoại trên xe, Lâm Phương mới điện thử. À thì đúng rồi, là cô Ái Liên. Thế cô mời Lâm Phương lên trong phòng chơi, uống cà phê nói chuyện chơi. Rồi sau đó cô đi công việc, Lâm Phương trở xuống phim trường để chờ quay phân đoạn của mình. Rồi một khoảnh khắc đáng nhớ đó là khi mà Lâm Phương tham gia cùng nhóm diễn viên đóng vai công nhân của phân xưởng Mức. Thì lúc mà vận chuyển hàng á, thì cái anh trợ lý á, để cho một bạn nam đứng dựng thùng, người bạn nữ đứng còng lưng đẩy. Cái lúc cái đạo diễn Bùi Cường vừa tới thì Phạm, cái Lâm Phương mới nói: ủa sao bạn nam không chịu đẩy để bạn nữ đứng dựng mới đúng hơn? Đạo diễn Bùi Cường quay lại dòm Lâm Phương. Thế Lâm Phương, thế anh cười cười. Thế Lâm Phương mới nói liền: mà em nói đúng mà. Thế anh vui lắm, mời đi xem.